Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Quỳnh Hương, mình học lớp 4A, trường iSchool Cẩm Phả. Mình làm cái video này để giới thiệu với mẹ của mình. Các bạn có biết không, trong cuộc sống của mình, mẹ là một người rất là tuyệt vời. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã yêu thương mình hết mực và đùm bọc cho mình. Qua video này, mình muốn nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều, con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để khiến mẹ tự hào với con. Và đây là thông điệp của mình.